Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blog Start Inside. Mình ở Việt. Chúng ta tiếp tục đi làm với cái RSS Passer. Bây giờ chúng ta cần phải sử dụng nó như thế nào đúng không? Các bạn sẽ thấy là cái này là cái gì đây nhỉ? Category Adapter. Trong cái Category Activity đây thì chúng ta có cái hàm click này. Thì bây giờ chúng ta đã có làm cái có cái danh sách, có cái click ở đây để chúng ta mở ra cái gì nhỉ? Activity new new list ở đây thì chúng ta mở ra cái này, thì xong. Thì trước khi nó mở ra cái này thì tôi muốn là tôi sẽ load những cái danh sách list new về. Ví dụ chúng ta ví dụ như đây thì các bạn, tôi muốn là tôi sẽ liệt kê hết tất cả những cái tin ở đây về đã, những cái tin ở trên này thì load về. Và sau khi mà chúng ta đã load về rồi thì khi chúng ta mở cái new list activity này ra thì chúng ta mới 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 hiển thị nó lên. Thì để làm cái việc này thì chúng ta cần phải làm cái gì trước? Đấy là chúng ta cần phải có một cái gì đấy để lưu những cái list để trả về. Thì trong cái variable chúng ta sẽ tạo ra một cái như sau. Thì đấy là chúng ta sẽ tạo ra một cái public static final string. À, xin lỗi các bạn, không phải string mà là hash map. Tham số truyền vào nó là một cái số integer, một đấy là cái khóa, cái key và cái value của nó chúng ta sẽ là list, list rss item. Come on. Chấm phẩy. Đặt cái tên của thằng này gì cho kêu nhỉ? À, new map chẳng hạn, ví dụ như này bằng new hash map. Thì đây cũng là in the, đây cũng là new list. Thì chúng ta tạo ra cái này, chúng ta bỏ cái final này đi, xin lỗi các bạn. Việc này làm gì? Đấy là khi chúng ta list một cái category, ví dụ như cái này là xã hội chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đẩy toàn bộ những cái list RSS item vào cái map đấy với một cái integer. Thì cái integer này chúng ta sẽ tạo ra bằng cách gì? Đấy là bằng cái key thông qua cái này, thông qua cái paper và cái position này. Thì chúng ta sẽ đặt một cái key vào đây thì nó sẽ là như này. Đâu nhỉ, chúng ta sẽ có là in key bằng, để cho nó khác nhau thì chúng ta sẽ lấy cái paper nhân với, xin lỗi các bạn, cái bàn phím của mình nó ký tự nó bị loạn. Paper nhân với 1.000, ví dụ thế, cộng với position. Thì các cái việc mà nhân 1.000 cộng position này nó sẽ đảm bảo là nó không bị lẫn. Và list RSS item, đây ví dụ như là item chẳng hạn, chúng ta cứ cho nó bằng null đi, tí nữa chúng ta sẽ set sau. Bằng null trước. Thì khi này chúng ta sẽ sử dụng cái variable chấm chấm new map và put cái key và cái value này chính là cái item của chúng ta như này. Thì đây các bạn có thể thấy chúng ta sử dụng cách này. Và quay trở sang cái new activity bên này thì chúng ta sẽ có như sau. Int key
cũng sẽ bằng tương tự như thế. Cái này là category. Xong rồi cái list mà RSS item. Item sẽ bằng variable chấm news map chấm get key như này, đúng không? Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta đã liên hệ được giữa cái RSS và cái bên category và cái news list activity này. Thì các bạn, nhiệm vụ chúng ta bây giờ là xử lý cái chỗ này, tức là chúng ta phải đẩy được cái thằng RSS handle nó nằm ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Đấy là chúng ta cần phải RSS parser, parser bằng new RSS parser như này. Thì đây chúng ta cần phải làm gì? Đấy là parser chấm get new list. Thì cái string ở đây, cái link này là link gì? Link nó nằm vào cái phần của variable đây. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần lấy cái link là nằm, nó nằm ở trong cái thằng link này, link ở đây. Và cái tham số, cái index đầu tiên là index của paper, và index thứ hai là index của category. Link thì variable chấm chấm link, thì tham số đầu tiên đấy là cái paper. Tham số thứ hai đấy là cái tham số position như này. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xử lý. Thì cái string này nó sẽ trả về cái item ở đây. Thì mình hy vọng là các bạn khi mà các bạn có thể khi mà đọc các code và theo dõi cái tutorial thì các bạn có thể sâu chuỗi được những cái gì mà mình nói, ví dụ như các cái biến paper, hay là chúng ta sử dụng được cái position ở đây, và thông qua những cái này thì cái đấy là liên quan đến kiến thức lập trình của đối tượng nhiều hơn là Android, nên thành ra các bạn chịu khó, nếu mà các bạn không hiểu thì chịu khó đọc lại code vài lần thì mình không biết giải thích như nào hơn, tại vì tất cả những cái này thì nó liên quan đến phần Java Basic, mình không muốn nói lại nữa. Thì đấy là cái cách chúng ta xử lý. Thì sau khi chúng ta có cái này thì cái item này chính là cái mà chúng ta đã đẩy vào đây, và cái list bên này, và cái list bên này thì chính là cái đã hiển thị ra, đã có. Thì bây giờ để mình xem có gì nữa nha. Chắc là bài này mình sẽ dừng lại ở đây, tại vì mình không nghĩ ra cái ý tưởng gì để thêm vào cho nó phong phú với phần này cả. Một cái cuối mà mình chỉ muốn là chạy demo cho các bạn xem thôi. Thì bây giờ chúng ta chưa hiển thị lên được giao diện, thì các bạn sẽ cần phải kiểm tra cái item này nó có null hay không. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ như chúng ta system out, ví dụ như đây là RSS size chẳng hạn, ví dụ như này, chúng ta cộng với cái item chấm size đây. Thì đấy là hai cái chúng ta muốn. Tiếp đến là một cái cực kỳ quan trọng mà các bạn không thể quên, đấy là chúng ta cần phải add cái permission cho cái project của chúng ta, đấy là internet. Thì cái này các bạn đã được hướng dẫn từ trước rồi, thì chúng ta chỉ cần add nó vào và chúng ta chạy chạy cái này. Thì sau khi mà chạy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ, ví dụ như đây là RSS size, ví dụ như này. Thì các bạn khi các bạn in ra cái này thì các bạn vào cái locket của các bạn, thì mở cái này ra thì các bạn sẽ thấy, click vào đây, ví dụ trang chủ chẳng hạn, trang chủ không thấy cái gì à đây, ví dụ RSS size đây, thì các bạn sẽ thấy nó 72. Hoặc là bây giờ quay trở lại vào cái xã hội chẳng hạn thì nó ra là 10. Thì như vậy cái size của cái RSS nó trả về đã có